Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc chư vị khán giả mạnh thường quân giữ chọn đạo hạnh, thân tâm nhân gian thanh tịnh, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 32 tướng đại trường phương. Xin các chư vị khán giả rộng lượng tha thứ oán thù trong nội tại chính trong tâm của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này mình nướng không nha,
nướng trực tiếp ở trên cái nướng với mày luôn. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa có cam hả? Nước thì cái nhà nước thật chứ. Chị kêu ai nhỏ vô đi chứ đứng che hết cam ta. Các chị và khán giả ơi.